Tăng tuổi nghỉ hưu đó là tất yếu, nhưng mà quan trọng là này, tăng bao nhiêu, tăng ai, tăng ngành nghề nào và lúc nào tăng. Vậy thì có nghĩa là chúng ta không nên nặng nề, và phải nói một cái câu này, này. Nâng tuổi hưu để mà cứu cánh cho quỹ bảo hiểm xã hội là không đúng, bởi vì chúng ta đang thực hiện theo nguyên tắc đóng hưởng và nhà nước bảo hộ cái quỹ này. Nhưng mà thế này, phải đảm bảo một nguyên tắc này, nâng tuổi nghỉ hưu nhưng phải đảm bảo người lao động làm việc trong điều kiện khỏe mạnh và không bị ảnh hưởng của tai nạn lao động do sức khỏe. Đó là nguyên tắc, nói nguyên tắc như thế. Lúc nào chúng ta nâng thì có nghĩa là chúng ta phải nâng đến cái lúc mà hoàn toàn tạo được sự đồng thuận của xã hội, và chúng ta phải chia ra ai nâng trước ai nâng sau. Thì ai nâng trước? Người nâng trước là người được có sức khỏe tốt này, điều kiện làm việc tốt này, khu vực hành chính sự nghiệp này, đúng không? Chúng ta có thể đi trước. Còn khu vực lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, vùng sâu, vùng xa, điều kiện khó khăn, chúng ta vẫn phải giữ một thời gian dài. Và giả sử chúng ta có nâng theo nguyên tắc chung thì chúng ta cũng phải giảm theo nguyên lý rằng là nếu suy giảm sức khỏe thì chúng ta phải cho giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Vì bây giờ chúng ta trong đề án cải cách tiền lương bảo hiểm xã hội lúc nãy anh nói rồi, tức là chúng ta linh hoạt cách đóng, có nghĩa là anh có thể đóng 15 năm, 55 tuổi, 45 tuổi là nữ anh vẫn đóng được, anh về hưu mà. Nam 50 tuổi anh vẫn có thể đóng được, anh về hưu. Thì như vậy linh hoạt như vậy. Quân của chúng ta là nữ vẫn 55, nam vẫn 60. Từ khi thành lập nước tới nay có thay đổi đâu? Tuổi thọ từ năm 61 nó khoảng 45-50 tuổi bình quân tuổi thọ, bây giờ 73,4 tuổi. Điều kiện lao động tốt hơn, một số ngành nghề tốt hơn, công nghệ tốt hơn, cách mạng 4.0 chuẩn bị, đúng không? Thế thì phải nâng lên. Đó là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai mà cần phải nâng tuổi lên. Chúng ta đã vượt qua thời kỳ dân số vàng, tức là thời kỳ cung lao động lớn hơn rất nhiều so với cầu sử dụng, có nghĩa là lao động của chúng ta dư thừa rất là nhiều, có đúng không? Thế thì bây giờ nếu như chúng ta không nâng tuổi nghỉ hưu thì chúng ta sẽ dẫn đến một cái tình trạng là thiếu lao động, có đúng không? Tuổi nghỉ hưu tăng lên này, đúng không? Cung lao động thấp hơn cầu sử dụng này. Đó là những cái yếu tố mà chúng ta phải nâng. Nhưng chúng ta phải xét một cái điều kiện này, nâng lúc nào và nâng như thế nào, nhưng nhóm nào là vì tại sao này này. Tuổi thọ bình quân là 74,3 tuổi, nhưng sống khỏe chỉ có 66 tuổi thôi. Có nghĩa là sống thì lâu, nhưng mà cuộc sống thì chất lượng thấp.